báo cáo nhanh ngày 5 tháng 10 về công tác trực ban phòng chống thiên tai của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, chiều ngày 4 tháng 10, trên khu vực miền Nam Philippines có một vùng áp thấp, vị trí ở vào khoảng 8,0 đến 9,0 độ Vĩ Bắc, 125,5 đến 126,5 độ Kinh Đông. Dự báo khoảng chiều và tối nay ngày 5 tháng 10, vùng áp thấp đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Những ngày sau đó có khả năng mạnh lên thành bão trên khu vực giữa và Nam Biển Đông. Khoảng ngày 10 và 11 tháng 10, một đợt không khí lạnh mạnh có khả năng ảnh hưởng đến nước ta và tương tác với bão. Áp thấp nhiệt đới nên diễn biến của bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ rất phức tạp. Từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 10, khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến là 100-200mm một đợt, có nơi trên 250mm một đợt. Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm trên 24 giờ, có nơi trên 80mm trên 24 giờ. Ngày và đêm ngày 5 tháng 10, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 40-70mm trên 24 giờ. Có nơi trên 100mm trong vòng 24 giờ. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa chủ động triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão trên Biển Đông và mưa lớn diện rộng theo nội dung văn bản số 442 VPTT ngày 4 tháng 10 năm 2011 và số 438 trên VPTT ngày 1 tháng 10 năm 2011 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai. Tổ chức trực ban phòng chống thiên tai 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.